Câu hỏi là tại sao cái doanh nghiệp của hai anh chị Jolie và Quyết lại trở thành miếng mồi ngon? Chống chọi là cái chuyện công tán của người ngoài đó, hay là người ta có cô hay không, hay là các anh chị sẽ có một giải pháp khác để giải quyết vấn đề này? Và nếu mà đó là một lựa chọn khác thì cái yếu tố nào là yếu tố quan trọng để các anh chị cái giải pháp đầu tiên thì tự nhiên tụi em sẽ đề ra là tiếp tục chống cự. Phương án vừa của tụi em sẽ đưa ra là một vấn đề nữa là anh chị Jolie sẽ tiến hành bán lại doanh nghiệp nếu mà được một cái giá hợp lý đối với anh chị. Và tiếp tục, tại vì anh chị Jolie thứ nhất là vốn bỏ ra ban đầu là không có nhiều, chỉ có 30% số vốn, nhưng mà các doanh nghiệp đang hô tố đã mua, đang đề cập đến mua lại với số vốn với một số tiền rất là lớn. Thì với cái yếu tố mà tụi em suy nghĩ đến vấn đề đó chính là năng lực kinh doanh của anh chị rất là tốt, chứng tỏ là chỉ sau vài năm kinh doanh thì cái lượng doanh thu đạt được rất nhiều, các tỷ suất sinh lợi rất là cao, như là 20 net margin là 22%. Em sẽ bổ sung là ngoài cái năng lực kinh doanh của anh chị đã được bạn nhắc đến thì cái phương án mình sẽ kinh doanh ở một cái đơn vị khác cũng là một phương án hay, bởi vì với khả năng mà chị đã kinh doanh như vậy thì cái khác khả năng mà chị có thể tiếp tục, với khả năng mà những kinh nghiệm chị đã có, chị vẫn có thể tiếp tục xây dựng nên một công ty mới. Và cái chuyện mà trong cái thời gian gắn bó với công ty cũ thì anh chị đã có mối quan hệ với cổ đông, như vậy thì cái sự tín nhiệm của cổ đông với anh chị thì nó cũng đã được tăng theo thời gian. Và trong cái chuyện phương án này thì yếu tố quan trọng nhất tác động tới chuyện là phương án nó có thành công hay không đó chính là cái tâm huyết của chị với cái công ty, hay là tâm huyết của chị với sản phẩm nào chị đã tạo ra. Cái phương án luận của tụi em không phải là một phương án tối ưu, đó chỉ là một cái đường lùi sau khi mà cái quá trình chống đỡ này đã quá khó khăn rồi. Thì phương án tối ưu của tụi em vẫn là tiếp tục bảo vệ cái doanh nghiệp của mình. Đó là trong bóng đá người ta thường nói là tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Vậy thì trong cái điều kiện này tại sao công ty không tìm cách là tấn công vào các công ty khác và liên danh liên kết với các công ty khác để giữ thương hiệu đặc biệt của mình? Manchester United thực sự không phải tấn công và Swansea để bù thủ, tại vì họ là con cá lớn. Trong trường hợp này cũng vậy, nhưng mà mình lại là con cá bé thì bạn không thể ví dụ như vậy được. Cái thứ hai là để biết được tấn công hay phòng thủ như thế nào, mọi người hãy nhìn thử ra thị trường thức ăn nhanh chúng ta. Hiện nay các doanh nghiệp cùng ngành chúng ta là ai? Còn là những cái doanh nghiệp phải nói là có một nguồn đa quốc gia, có một nguồn quốc rất là lớn trên thị trường. Thì làm sao chúng ta có thể thực hiện một phương án tấn công hay bù thủ được? Mà chúng mà nhóm chúng em sẽ đề xuất là mình không nên tấn công và thực sự phương pháp phòng thủ. Như vậy nên với lượng tiền mặt như thế thì làm sao, cơ sở đâu, tài chính đâu để công ty có thể tiến hành mua lại cổ phần ở công ty khác? Thì đó là câu hỏi lớn nhất. Và tụi em vẫn quyết định là, quan điểm của tụi em vẫn là công ty chưa có khả năng để có thể thâu tóm lại công ty khác. Bước lên phía trước ạ. Xin mời các bạn bước lên phía trước ạ. Listening.